Này mình quay cover MV của Sơn Tùng mới ra nha. Ok. Lên chỉ cảnh cho nó diễn kìa. Đứng đó mà ngáp. Dạ. Cho đạo diễn đánh đầu quá. Vô nè. Mày đang nhảy cánh đầu nha. Mày đang nhảy là nữ chính sẽ đi vô. Trời có nữ chính nữa hả? Có chứ. Trời. Cánh hai là mày sẽ hôn nữ chính. Trời có luôn hả? Có chứ. Không chưa? Chuẩn bị nha. Rồi ok. Bấm mai. Trời có nữ chính luôn, quá đã. Máy chạy. Diễn. Máy xin mẹ mình nghe em thôi. Rồi rồi, đẹp rồi. Nữ chính vô đi. Cái gì vậy? Phù thủy vậy? Ôi trời ơi. Si ơi. Trời ơi, con nữ diễn tốt rồi mà sao chui đâu ra mà cái đầu gớm vậy? Nãy em chạy góc quay em vấp cái giò em tè vô sòng á. Rồi. Anh, cái gì? Chiếm đâu ra nó vậy? Diễn đi trời. Trời, nhìn. Sao? Bẩn. Thiếu gớm quá. Mày phải thông cảm cho đoàn tại vì mình thiếu kinh phí. Anh đảm bảo cho mày luôn, sau MV này mình nổi tiếng, lúc đó mày muốn diễn gì nữa nào anh book cho mày. Ok. Sao không sống nổi sau MV này luôn á. Sau MV này mày nổi tiếng rồi. Lên đi. Hứa nha. Giờ tới cảnh hôn nha. Chị cha. Muốn. Hùng hả cha. Cảnh đầu sống rồi. Anh em hùng đó hả? Mày nổi muốn nổi tiếng không? Muốn. Lên diễn. Nổi tiếng bất chấp cho nổi. Phải hy sinh vì nghệ thuật chứ. Lên đi. Khó đi. Ôi, quay tiếp nha nữ ơi. Nữ ơi, chuẩn bị nha nữ ơi. Rồi tới cảnh hôn nha. Cảnh hôn nha. Nam chống tay vô kỳ đi. Chống tay. Đúng rồi. Đúng rồi, khúc này là bắt cần con mắt em nè. Đắm đuối nè. Đẹp quá em ơi. Tiến lại gần nè, từ từ thôi. Đúng rồi. Chuẩn bị nha, trăm nụ hôn ngọt ngào nha. Hôn đi. Chú cái miệng ra. Hôn. Ổn không? Sao vậy? Hả? Em bị ngộ độc rồi anh ơi.